quý vị, vừa rồi chúng ta đã vừa thưởng thức một cái tiết mục rất là dễ thương, từ các bạn nhỏ đến từng nhóm tuổi nào. Ca cảnh vừa rồi là em đi rước đèn. Một tràng pháo tay nữa để cùng cảm ơn nhóm tuổi nào của chúng ta, được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa.